trẻ bị tác động vật lý phải đi viện, ban tổ chức khóa tu mùa hè nói gì? Trụ trì chùa Cự Đà, huyện Thanh Oai, Hà Nội cho biết nhà chùa đang phối hợp với chính quyền địa phương làm rõ sự việc. Khi có kết luận chính thức, nhà chùa sẽ thông tin, tạm thời các khóa tu mùa hè sắp tới sẽ dừng lại. Trước đó, phụ huynh NNG tại Hà Nội đăng lên mạng xã hội trường hợp con mình sau khóa tu mùa hè tại chùa Cự Đà. Trong bài đăng, chị G cho biết gia đình đăng ký khóa tu mùa hè 5 ngày cho con tại chùa Cự Đà để con trải nghiệm cùng các tu sinh khác. Khóa tu của con chị G tham gia có gần 600 tu sinh từ 9 đến 16 tuổi cả nam và nữ. Ban tổ chức dặn mang theo 6 đến 8 bộ quần áo để thay, quy định không được liên lạc hay gọi điện thoại để các con khỏi nhớ nhà. Đến ngày thứ 5, tôi tới đón con thì sốc bởi nhìn con quần áo người ngợm bẩn thỉu, hôi hám, chân tay muỗi đốt chi chít. Hỏi ra mới biết là ở chùa đông lắm, tắm sau là hết nước nên con không tắm được. Khu vệ sinh tạm thường xuyên tắc bồn cầu bẩn lắm, con không dám đi vệ sinh. Ngủ thì ngủ dưới nền đất trải chiếu, mấy hôm mưa gió ẩm thấp nhiều muỗi không ngủ được. Đến chiều cùng ngày, tôi phát hiện tay trái của con sưng to, chỗ khuỷu tay và tay cứ còng còng. Tôi hỏi thì con mới nói thật là con ở chùa xô xát và bị bạn dùng ghế gỗ ngồi đập mạnh vào đầu và tay. Nhưng các anh chị phụ trách bảo con không được nói là bị đánh mà là bị ngã. Nếu không nghe lời thì sẽ bị phạt quỳ 2 tiếng. Sau đó, ban tổ chức đưa con tôi đi bệnh viện đa khoa Hà Đông chụp phim. Dù con bị như vậy nhưng ban tổ chức không hề gọi điện thoại báo gia đình tiếng nào. Kể cả khi ký nhận đón con thì lại tháo liệu tay con ra coi như không có chuyện gì. Lúc đăng ký khóa tu, cô Thu, trưởng ban tổ chức, nói con sẽ được tu tập, học đạo hiếu với cha mẹ, học điều đúng sai để con hiểu chuyện thương cha mẹ hơn. Phí cúng dường tùy tâm không bắt buộc, nhưng ít nhất là 1 triệu đồng. Nếu phụ huynh nào đóng 500.000 đồng thì phải trình bày hoàn cảnh khó khăn. Do con bị bạn tác động vật lý phải đi viện mà ban tổ chức đã giấu đi, không cho gia đình biết. Chị không đồng tình nên mới đăng bài viết lên mạng xã hội để cảnh báo các phụ huynh. Tôi mong muốn cảnh báo các phụ huynh vì các khóa tu số 3 đã lên gần tới 500 phụ huynh đăng ký cho con tham gia. Tôi muốn phụ huynh biết và cân nhắc việc có cho con tiếp tục tham gia hay không. Phụ huynh phải suy nghĩ thật kỹ, đừng vì suy nghĩ của người lớn mà áp đặt lên trẻ con. Bây giờ cứ nhắc đến chuyện khóa tu vừa qua là con tôi lại khóc vì tủi thân.